Xin chào quý vị và bà con nông dân. Những ngày qua, nước lũ bắt đầu đổ về các huyện đầu nguồn Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An. Trung bình ngày đêm, mực nước dâng lên từ 3 cho tới 5cm. Và hiện nay thì mực nước đo được tại Tân Hưng là 1,49m, cao hơn cùng kỳ 45cm. Tại Vĩnh Hưng là 1,42m, cao hơn cùng kỳ 11cm. Tại các xã vùng trũng thấp, nước lũ đã tràn vào ruộng, bà con tại đây đã bắt đầu tập trung vệ sinh đồng ruộng, cày trục đất ngâm lũ đón phù sa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì năm nay mưa trái mùa nhiều, cộng với việc các đập thủy điện xả nước làm cho mực nước sông Mekong luôn duy trì ở mức cao và đang tiếp tục lên chậm. Dự báo lũ ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh vào khoảng nửa cuối tháng 10 và ở mức cao hơn năm 2021. Khi nước lũ về, tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp sinh hoạt của bà con cũng sẽ dồi dào hơn. Đây là một tín hiệu lạc quan về mùa lũ năm nay, khi mà lũ về sẽ mang theo phù sa, thao rửa ruộng đồng và hứa hẹn sẽ có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao cho những người dân sinh sống ở vùng đầu nguồn. Trước dự báo về một mùa lũ đẹp thì ngành nông nghiệp Đồng Tháp đã có những kế hoạch xả lũ với diện tích khoảng 88.000 ha. Còn ở các huyện đầu nguồn của các tỉnh An Giang, Long An thì bà con đã chuẩn bị sẵn ngư cụ và chở con nước tràn đồng để đánh bắt sản vật thiên nhiên theo mùa nước về. Trở lại với những thông tin thời tiết, trong cả 3 ngày tới thì do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa sẽ có xu hướng tăng hơn trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa dông vẫn tập trung nhiều về chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, kèm theo cả sấm sét và gió giật mạnh, nên bà con cần phải hết sức cảnh giác khi làm việc ngoài trời. Do có mưa nên nhiệt độ trong 3 ngày tới tại cả hai khu vực sẽ không quá cao, trưa chiều phổ biến từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn tại khu vực Nam Bộ. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.